Con xin kính chào cô chú trên cộng đồng mạng ạ. Clip hôm nay thì con nói về vợ chồng của ông bà tò te cô chú ơi. Thì con nói rồi, nguyên một cái gia đình của ông bà tò te chẳng có ra gì hết trơn cô chú. Từ vợ đến chồng, từ con đến cái, nói chung là chẳng có ra ôm gì hết trơn. Mỗi một lần cô chú, khi mà các anh em phản biện lên trên cộng đồng mạng phân tích và nói để cho mạnh thường quân và khán giả hiểu rõ về bản chất cái gia đình của ông bà tò te là rất gian xảo, rất gian manh đó, và luôn luôn lúc nào cũng lên trên cộng đồng mạng, chỉ thích ăn bám vào cộng đồng mạng, chỉ thích môi chai, không chịu lao động, lười lao động mà mình nói là không chịu. Thằng chống súng của chú thấy không, rõ ràng đó, không có làm được cái gì hết trơn, và lên cộng đồng mạng chỉ thích nổ thôi, rồi môi chai, rồi xong nó hay cô chú lên trên cộng đồng mạng cái gì mà nói về nói, hay là nó mà không có, hay nó là cố tình. Nó cố tình và nó dùng đủ mọi cách để nó chứng minh, để nó thể hiện này nọ là nó không có đúng, thì cô chú thấy không? Nhưng mà con nói rồi, sau những cái thước phim đó là toàn là một cái đống bùi nhùi, thua cái nồi cháo heo nữa cô chú. Thì cô chú tưởng tượng đi, một cái gia đình nè, đạo đức nó suy đồi đến cỡ nào, một cái gia đình không đủ nhân cách đó mà tối ngày cứ lên trên cộng đồng mạng lên quay lên đưa lên những cái thước phim như vậy để làm gì? Để cho xã hội này náo loạn, để cho xã hội có một cái môi trường dơ bẩn như vợ chồng ổng bả xuất hiện trên cộng đồng mạng gì đó, để cho thế hệ trẻ nó noi gương theo nhà ổng gì đó. Ổng thì lười biếng rồi ở dơ. Con nói cô chú nghe gì nè, có ai mà một tuần không tắm không cô chú đó? Rồi bà tò te bả nói bả chanh chua miệng lưỡi của bả nói chung là bởi vì con nói rồi, cũng cái miệng của bả vậy đó, mà cuộc đời của bả là nó gắn liền với cái miệng của bả đó. Cô chú thấy không, mình lên mình nói vợ chồng bả mồi chài xin xỏ, trời ơi các cô chú đi cứ yên tâm đi đó, nói vợ chồng tôi này nọ, vợ chồng tôi còn tay còn chân còn mạnh khỏe đó, không có ai cho tụi tôi đâu ha, cứ yên tâm mà ngủ đi này nọ vậy đó cô chú thấy không. Nó hôm nay bình định đó, nó nói cho 2 triệu đó, nó có những cái chuyện như vậy đó, người ta cho tiền cho quà cho cáp cho này nọ đó, tại sao mà không đi, tại sao mà không lên trên cộng đồng mạng phèo phang đi đó. Thì con hỏi cô chú đó, nói ăn xin thì không chịu ăn xin, sĩ diện mà đó, đâu chịu ăn xin đâu, mà người ta cho là xè tay lụm đó. Thì con hỏi cô chú có phải ăn xin ăn mài không? Đây là thời 5.0 ăn xin ăn mài trên cộng đồng mạng là vậy đó bà tò te đó. Bà cứ dảnh cái lỗ tai của bà đi, cái miệng của bà đó thì cũng không có hiền đâu, bà nói gì bà nói, nhưng mà những cái hành động của bà bán đứng lại bà hết trơn rồi đó. Sao người ta cho tiền bà thì sao lúc đó sao bà không chứng minh, bà không thể hiện đi? Rồi những cái lời nói của bà đó không ai cho bà đó, sao giờ cho nè bà lụm nè, mà nói bà ăn mày bà không chịu. Thế mẹ già này không cô chú, con nói rồi, già thì con thương, con nói thật luôn á cô chú, thật sự ra là con rất là thương người già và yêu mến trẻ con, nhưng mà con trọng thì cũng không có ghét. Nhưng mà ông bà già tò te này nè cô chú, nó là con ưa không nổi cái miệng mồm á, thì con nói cô chú ha, còn hơn là cái lo phường nữa đó. Khán giả ta vô ta bình luận ta nói bà tò te vậy đó cô chú. Rồi ổng nghe là nhất quyết nha, không đi đó nha, không đi bán vé số là không đó. Rồi bán chả lụa, bán này bán nọ, tại thấy Bình Định giấy cứu luôn nè đó, là cho nên là ổng dòng tham mà cứ lấy đại đi, không có ấy đâu mà sợ đó. Ổng cứ nghĩ như vậy đó cô chú. Thì con hỏi cô chú đó có phải là lợi dụng không, thậm chí lợi dụng Bình Định luôn, mà Bình Định gì đó nó quay có like có view, cho nên thì nó cũng chấp nhận, chứ nó thật sự ra nó cũng biết ổng lợi dụng chứ phải không biết đâu cô chú. Thì con nói rồi, cái YouTube dơ dạ, cái gia đình của ông bà tò te thì lợi dụng qua lợi dụng lợi đó, con nói rồi chứ không phải là không có lợi dụng đâu, ai cũng mục đích cũng vì lợi nhuận đó. Thì có cái lợi này nọ vậy đó cô chú, là mấy ha quay thôi, chứ thật sự ra mà nếu mà không có like có view đi, chừng nào Bình Định nó mới lại giải cứu, chừng nào Bình Định nó mới lại quay. Còn cái ông bà già tò te kia thì lợi quay thì cô chú thấy không, mồi chài mà, con nói mồi chài thả lưới giăng lưới này nọ đó, thì lâu lâu cũng có cái người não ngắn đó cho tiền. Thì hôm nay cô chú thấy gọi gần không, cho 2 triệu ăn Tết đó bà tò te, bà lên bà giải thích đi, ủa bà có tay có chân, bà có sức khỏe, bà lành lặn này nọ đó, đó tại sao đó bà xè tay bà lấy, bà biết nhục không? Bà cũng giống như người ta thôi đó. Thì tôi hỏi bà, vợ chồng bà có nhục không khi mà cầm những cái đồng tiền rồi lên trên cộng đồng mạng khen cười tích mắt cô chú vậy đó, hèn hạ đến nỗi như vậy đó, mà tưởng đâu là hay ho gì đó, mình đó tại sao già 2-3 thứ tóc mà xè tay, trong khi người ta cũng giống như mình, người ta cũng là con người giống như mình, sao mà người ta làm lại có tiền rồi cho mình, nó tại sao mình không biết làm có tiền giống người ta đi, để cho người khác đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn khác đi đó. Thì lúc đó thì các kênh phản biện thậm chí không nói nữa cô chú, mà tăng bốc luôn đó. Thế còn bây giờ bà ăn xin ăn mài trên cộng đồng mạng và lợi dụng mạnh thường quân, lợi dụng giải cứu này giải cứu nọ, năm này sang năm nọ, nói thì lên cự
đó. Rồi hôm nay không đính chính nè, trời ơi cô bán cơm không bán tới đâu này tới nó tới đó là bà bán chứ có đuổi gì đâu, bữa hổm về cũng đuổi đó không. Con nói rồi cô chú, vợ chồng con cái giống hệt như nhau, thằng trọng súng cũng vậy, nó lên giải thích lên chứng minh ha, ai nói câu gì cái là chứng minh đó. Rồi sao tôi hỏi bà nè, tiền đó trong tài khoản ngân hàng của bà còn rất nhiều đó, sao bà không vô đó bà sao kê đi đó, bà sao kê đi. Rồi hả bà hả, cái đó là mới giỏi đó, cái đó là mình mới chứng minh đó, sao dám sao kê cô chú. Bây giờ một nụi trong tài khoản con nói vài trăm triệu đó cô chú, thậm chí còn giàu hơn chúng ta nữa đó, giàu hơn những cái mạnh thường quân mà giúp đỡ gia đình ổng bả đó cô chú, thì sao dám sao kê đó. Thì cô chú thấy không đó ha, rồi ha, ai nói cái gì ha, không có ha này nọ ha, không phải không có đâu cô chú, mà con nói rồi chính cái miệng của thằng trọng súng cũng vậy luôn, người ta nói đuổi thì người ta không đuổi, còn làm thì làm, còn nghỉ thì nghỉ, còn làm thì phải tập trung đó. Thì con hỏi cô chú, nếu mà con người có lòng tự trọng hay cô chú ha đó, và mình đã làm sai trái như vậy rồi và chủ lên tiếng nói như vậy rồi, thì con nói cô chú nhục là con, là con không làm luôn đó chứ đừng nói chi mà nói đến nỗi như vậy mà còn hả. À, trời ơi cô bán cơm có đuổi đâu, cô bán cơm á coi như là mẹ này nọ, cô bán cơm á kêu á đi về á, ngoài quế ngoài sống đi cô bán cơm nuôi. Trời ơi cô chú nói nghe mắc cười quá, cô chú mới làm hả có mấy tháng mà không lẽ người ta dám bỏ cả cuộc đời của người ta nuôi vợ chồng bả, mà trong khi cha mẹ người ta kia ngoài quê kìa, người ta còn hả đi hay lặn lội đi vào miền Nam để mà mưu sinh để mà kiếm sống, còn không có lo cho gia đình đàng hoàng nữa kìa. Còn bả là đâu, bả là ai, bả cứ nghĩ bả là nhân vật nổi tiếng đó cô chú, cứ nghĩ như vậy là ai ha cũng thương cũng yêu này nọ cũng giúp đỡ giúp đi rồi hối hận. Cái miệng của bả đó thì cô chú thấy không có vừa đâu đó, ở đó bị đặt nổ nói ủa rồi sao nè cô chú ơi, nghe nói một cái là hết sức là vô lý cô chú. Thảo nay á chừng nào mới về quê ngoại nuôi chừng nào, tại sao nè, ở đây nè hiện tại đang ở Sài Gòn nè, bà tò te ông tò te đang sờ trước mặt đó, tại sao không nhận làm mẹ nuôi đi, tại sao mà không lên trên cộng đồng mạng nè bây giờ nè hôm nay nè ngày mấy nè nhận làm mẹ nuôi cha nuôi đó, giống như Phúc Ngân Năm chuồng chó nó nói đó nghe cô chú. Thì mình đợi cái thằng Phúc Ngân Năm chuồng chó đi, nó lên nó làm một mâm đi, cái thằng ba xạo ba sự nè, cái thằng mỏ dảnh này nè đó ha, cha mẹ nó, mẹ cha nó thì chết rồi, mẹ nó còn dưới quê vậy đó, mà nó còn không ở cận kề quan tâm chăm sóc ha, lo lắng yêu thương này nọ nữa, là gì mà nó nhận ông bà tò te làm con nuôi này, mẹ nuôi cha nuôi đồ, có thiệt tình một cái lũ này nó xàm, nó lợi dụng hình ảnh của ông bà tò te nó đu bám. Con nói cô chú ha, dù á trên cộng đồng mạng miệng lưỡi nó, miệng mồm của tụi nó thốt ra những cái điều hay ý đẹp của chú, nhưng mà trong thâm tâm của nó cô chú thì nó cũng sẽ thẹn thôi, tại vì gạt được cộng đồng mạng ha, gạt được hết trơn những người, nhưng mà trong cái lòng của nó là nó không bao giờ gạt gẫm được. Nó đang lợi dụng ông bà tò te thằng Phúc Năm chuồng chó. Còn con nói cô chú nè, nó tại sao mà con nhỏ bán cơm nhận làm mẹ nuôi này nọ kêu đem về ngoài quế, mà tại sao hiện tại không nuôi đó, thì hiện tại sao trước mặt là thậm chí làm người ta không hài lòng rồi đó, chứ đừng nói mà người ta đuổi khéo đó mà không biết ở đó bị đặt lên dở giọng. Trời ơi thương yêu sao cỡ này, sao không nhắc lại cái câu chuyện đó đi, cái câu chuyện bên cái ao đó đi đó, tại sao không kêu mẹ nuôi con nuôi đi, người ta kêu bằng bà tò te là cái sự tôn trọng của người ta là không có còn nữa đó. Già gì đâu mà lên trên cộng đồng mạng chỉ nói khoác lác hô hào này nọ rồi ha, làm ảnh hưởng đến người xung quanh cô chú thấy không. Ông tò te thậm chí người ta ghét đến nỗi cái xe cam á, người ta không cho đặt kế cái quán cơm nữa đó cô chú đó, phải đẩy xích lên đằng kia. Rồi con hỏi cô chú nè, thằng Phúc cái Năm chuồng chó nó nói thôi đi giờ ông bác bán ế quá trời rồi thôi đi đẩy về cái chỗ cũ là cái chỗ rửa xe đó, ông bắt đầu đi chia chân cô chú, còn sao dám, con nói cô chú còn sao dám đó nữa. Con nói cô chú nghe, đặt ra cái nghi vấn, cái câu hỏi là hai cái giọng nó thật ra không có đáng giá bao nhiêu tiền, mà có mất hay không và ai là người lấy, và thậm chí ổng chính là cái người lấy để làm chi cô chú, để mà bẻ kẹo đó, để có lý do, để diện cớ để không có còn ở đó mà để làm mội cho cái ông rửa xe nữa. Con nói mà cô chú thử nằm suy nghĩ thôi, không có ai mà khùng điên, mà không có ai mà đi vô mà lấy những cái giọng cũ đâu. Con nói cô chú bây giờ mình mua cái giọng mới mà rẻ đi cũng có 50.000 hoặc là 26.000 luôn đó cô chú đó. Con là con biết nè, đó, bạn con nó buôn bán cái đó nè, con biết chứ đâu phải không biết đâu. Còn cái giọng tốt đi thì mới nhất đi thì cũng có 100 ngoài à, mà cũ rồi có giá trị gì. Con nói cô chú ai mà đi ăn cắp hai cái giọng cũ, phải chi mà nói hai cái giá giọng bằng sắt dụng đó đó, người ta bán sắt thì mình còn tin. Con này tự nhiên lấy hai cái giá giọng, vợ chồng ổng bả đưa lên cái thước phim đó cô chú, ngu sửng. Con nói cô chú ha, tại con không phải con lu bu, con không có phân tích đó, cho nên hôm nay á ha là con nói rồi, chính thức từ hôm nay con sẽ cố gắng mỗi ngày đưa lên thật là nhiều clip để vạch rõ
cái bản mặt của cái tụi này. Tại vì nhầm khi các kênh anh em phản biện cô chú nói ha, nhưng mà nói là không có hết ý của con, cho nên là con cũng tức dữ lắm. Cho nên là con tranh thủ con sẽ sắp xếp, con sẽ làm thật là nhiều clip ra ha, để ha, cho khán giả và mạnh thường quân người ta hiểu rõ. Còn cái tụi nào mà u mê cứ giúp đỡ gia đình ông tòa te thì cứ việc giúp, còn cái tụi YouTube bẩn nào đó cứ lưu bám gia đình ông tòa te trọng súc thì cứ việc lưu bám. Còn tụi con có quyền tụi con nói, tụi con phân tích, tụi con dịch mặt, còn ai nghe thì nghe, còn ai không nghe thì thôi. Cô chú thấy ổng cắt chả lụa như vậy bán đó cô chú ăn không? Con à, con nói thiệt cô chú, cái nùi dẻ của ổng á, rồi đầu ổng lao trái cây, ổng lao tay lao chân, rồi xong ổng hỉ mũi á, rồi á xong rồi cái đầu ổng lấy cái nùi dẻ ổng chùi vô cái lỗ mũi của ổng vậy đó cô chú, rồi cái tay bóc đồ ăn cắt đó, cắt ba cái chả lụa đó đó, rồi bóc trái cây đó. Con nói cô chú ha, nó nậu di trùng vi khuẩn, thậm chí nè con nói cô chú nè, một tuần lễ không tắm thì con hỏi cô chú ổng sinh hoạt làm sao, rồi cái tay ổng không dám đụng nước nữa thì con hỏi cô chú coi làm sao đó, cái tay ổng vệ sinh không này nọ mà buôn bán cho người ta ăn. Con nói cô chú là cái nghề thích hợp nhất là bán buôn bán vé số đó, là không có dính líu gì tới cái chuyện ăn uống trên. Con nói rồi ai mà mua súp, ai mà mua chả lụa của ông tòa te đi ăn á cô chú, ăn ha rồi ha nó bị ngộ độc ha rồi sẽ hối hận. Cô chú thử nghĩ sao mà tại sao mà các kênh anh em phản biện nói, và tại sao á cộng đồng mạng mạnh thường quân người ta quay mặt. Con nói cô chú đi, mình nói đi, nó ổng ha là biết bao nhiêu người á, là biết đến ổng là một cái nhân vật, một cái thành phần tai tiếng mà cô chú đó, thì con hỏi cô chú đi, người ta nói đi, ví dụ như 100 người đi thì cũng 90 người ghét thôi, thì con cho nhiều đó thì cũng còn 10 người thương. Còn cô chú thấy không, bán không có ai mua chân, thì con hỏi cô chú ơi, có nghĩa là 100 người ghét hết 99 người rồi cô chú, còn lại á, ha là một người đó, là cái lũ YouTube dơ, YouTube bẩn đó, lợi dụng được hình ảnh gia đình của ông bà tòa te đó rồi trục lợi lẫn nhau đó, đôi bên cũng có lợi đó cô chú, thì nó mới quay thôi. Đó là chỉ còn có một người như vậy thôi, thì cô chú thấy rõ ràng là chỉ có thằng Bình Định thôi đó cô chú ha, Bình Định giải cứu, còn không là sụm nụ. Thì tại sao mình á, là cũng giống như người ta, mình là đáng bậc cha đáng bậc chú phải không, đẻ thằng Bình Định ra được đó cô chú, ông bà tòa te đó, thì tại sao mà để cho hả đáng con đáng cháu nó nói trên đầu mình, nó dạy dỗ mình, mà nó dạy dỗ đúng đó cô chú, mà tại sao mình già nè mình không biết rút kinh nghiệm, mình không lắng nghe. Tại vì mình ví dụ đi, mình nói mình khùng khùng điên điên đi cô chú phải không, thì bây giờ cho ổng khùng điên đi thì người ta chỉ cái gì đúng thì nên làm. Còn cô chú thấy không, chỉ ổng nó có khi nào đâu, có khi nào mà ổng làm theo người ta đâu, tại vì ổng biết ổng không có khùng và những cái suy nghĩ của ổng là sẽ đúng đắn đó cô chú, ổng cứ nghĩ vậy đó. Trời ơi bà tòa te thấy không, thậm chí bà còn binh ông tòa te nữa. Bởi vì con nói, bởi vì một cái nhà mà không có người nào là chống đỡ, không có cái nóc là chả có ra ôm gì đâu cô chú. Thay vì đi mình cũng khuyên răng này nọ, mình nói này nọ, ông ơi vậy đi, không đâu, còn hùa theo nữa, ổng khùng điên điên. Trời ơi con nói cô chú nè, bây giờ nè ổng nè trắng da dài tóc nè cô chú thấy không, đã ăn ở không nằm ngửa không, ta đem tiền lại mập u sướng đó, ổng phe đó cô chú, ổng phe ha, ổng mập này nọ, ổng trắng trẻo đó, thì con hỏi cô chú già không đó, già không, sức khỏe mạnh nên là mới ăn uống mới mập như vậy cô chú, và hả tinh thần thoải mái phơi phới này nọ cô chú nó mới mập được vậy đó cô chú. Còn mình làm không phải nói không phải cô chú, nhầm khi mình có tiền thật đó cô chú, nhưng mà mình rất là cực, tại vì mình phải làm công việc ngày công việc đêm đó, mình làm sao hết công chuyện, thậm chí mình sợ trời sáng đó cô chú ha, là tối không dám ngủ nữa để làm chi, làm cho nó kịp tiến độ nó. Còn ổng bả cô chú thấy không, có làm con mẹ gì. Bây giờ mình nói đi cô chú, lao động chân tay thật ra là hả nó thoải mái hơn mà lao động bằng trí óc nữa cô chú. Làm không cần suy nghĩ gì trơn này nọ, cứ hả làm thê làm mướn với bà tòa te vậy đó, có phải cực khổ không? Con nói cũng là cái câu chuyện bình thường, ai cũng vậy trơn, sống là phải lao động thì con người nó mới có giá trị. Con sống mà vô dụng quá, mà cứ đu bám, cứ lên trên cộng đồng mạng cứ ăn xin ăn mài, thì con hỏi cô chú có giá trị gì đâu cô chú. Nó thì là cái chuyện ai lao động thì chuyện bình thường gì, mà cái tuổi là YouTube dơ ha, cái tụi mà đu bám nó con ngu một quần rồi đó cô chú. Thằng Phúc nó năm chuồng chó rồi đó ha, đó thằng Nanh Ca rồi đó, nó nói đó, trời ơi người ta cũng siêng này nọ, người ta cũng lao động này nọ. Ta nói với mày lao động có nhiều cách, lao động chân chính và lao động không chân chính. Mày có hiểu cái từ chân chính là gì không, mà ông tòa te đó là lao động chân chính không? Thậm chí bản thân mày cũng lao động không chân chính luôn nữa. Ta nói cho mày biết, mày kiếm tiền đó đó, mày cũng dùng cái não của mày đó, nhưng mà mày lợi dụng những cái thành phần tai tiếng, mày lợi dụng những cái người thiếu hiểu biết đó, cổ xí hùa theo, và mày đưa lên những cái thước phim đó, nó không có giá trị gì trơn. Thì ta hỏi mày đồng tiền của mày sạch hay đồng tiền mày dơ, thì ta nói như mày, nhưng mà cái công việc của mày, mày làm thì mày ăn giọng thì cứ ăn giọng. Nó tụi tao đâu có nói, tụi tao đâu có bao giờ mà kêu mày làm YouTube mày có giỏi mày lấy hết cái đồng tiền
thiện á, mày làm á đi từ thiện này đi từ thiện nọ không, tại vì công sức của mày, tại vì á thì mày làm á những cái việc như vậy á thì người ta chửi, thì người ta có quyền người ta nói, người ta chửi mày, còn mày ăn giọng thì kệ mày, chứ còn tụi bay cái lũ hèn gì, trời ơi thách thức người ta, có giỏi có bao nhiêu tiền làm YouTube này nọ, làm từ thiện hết đi, bản thân mình làm được hả, nói người ta, mình có đủ tư cách gì không, trong khi đó mình cũng là một cái thằng đu bám ăn xin ăn mài đó, rồi xong bây giờ hả bị phát hiện ra hết rồi, bây giờ đâu dám làm mà nhịp cầu nói nhịp cầu niết gì nữa đâu cô chú, nên bây giờ mà ai mà tin người ta, ta nói với mày á, chọn mặt thì người ta cũng gửi vàng, và cái bản mặt của mày không có đủ, ta nói mày không có đủ trình độ để mà ta gửi đâu, ta nói cho mày biết vậy đó. Rõ ràng một cái gia đình chẳng ra ôn ra gì trên cô chú đó, một cái gia đình không có đàng hoàng bậy bạ lên trên cộng đồng mạng xàm xí đố như vậy, ăn mày mấy năm nay vậy đó mà quay hoài. Nó còn mày thử hỏi đi, mày về mày hỏi cha hỏi mẹ mày đó nè, mày đừng hỏi ai chứ á, thử coi mày quay những cái thành phần như vậy có đúng hay không, chứ ở đó mà mày đặt mày đừng có lên trên đây mày ba qua phát lát mày thách thức người này người nọ, tụi bay là một cái lũ là đu bám cũng muốn lợi dụng người ta để trục lợi.